Thưa quý vị, cũng nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng vũ trang thành phố về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố có mặt từ rất sớm để quét dọn các phần mộ dân hương tưởng niệm đến vong linh các anh hùng liệt sĩ. Những người con thân yêu của Tổ quốc đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những nén tâm nhang là tình cảm, sự ghi nhớ của thế hệ hôm nay đối với công lao hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Đà Nẵng hôm nay nguyện đồng lòng thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và đối với tất cả các bạn đoàn viên của trường đại học sư phạm thì cũng rất là vui mừng và tham gia từ rất là sớm. Mặc dù ngày hôm nay thì thời tiết không được tốt cho lắm. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố còn tổ chức nhiều chuyến hành quân về nguồn, địa chỉ đó, phối hợp với tổ chức đoàn địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, tuyên truyền các ca khúc cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước tổ chức thăm hỏi tặng quà, hớt tóc cho các cụ cao niên đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố. Thì thông qua cái hoạt động này cũng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ cũng như tuổi trẻ hiểu rõ được những cái giá trị cũng như là cái công ơn của thế hệ đi trước. Và từ đó để tuổi trẻ tiếp tục phát huy cái truyền thống tốt đẹp và vững bước dưới lá cờ của đảng bên cạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bộ chỉ huy quân sự thành phố còn đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi sẵn sàng chiến đấu cao chấp hành kỷ luật hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tổ chức phụng dưỡng chăm sóc thăm hỏi động viên mẹ việt nam anh hùng tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới lực lượng vũ trang thành phố chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, đồng thời là nội dung trọng điểm trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố.